Vừa qua, thành viên Hyomin đã đăng tải một lá thư viết tay dài lên Instagram. Cô thông báo về việc chính thức rời khỏi công ty chủ quản MBK Entertainment sau 10 năm của mình cùng 3 thành viên còn lại. Trước đó, Boram, Soyeon cũng đã rời nhóm vào tháng 5 năm 2017. Tuy nhiên, việc rời khỏi MBK không đồng nghĩa với chuyện Tiara sẽ tan rã. Sắp tới, họ sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và lên kế hoạch gặp gỡ người hâm mộ trong tương lai. Trong bức thư, Hyomin chia sẻ, đây không phải sự kết thúc. Mình muốn nói rằng mình thật lòng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Tiara suốt 10 năm qua. Chúng mình sẽ mang đến tin vui sớm thôi, nên đừng lo lắng khi chờ đợi nhé. Mặt khác, MBK Entertainment đã nộp đơn đăng ký thương hiệu Tiara lên văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. Khả năng cao là các thành viên sẽ không thể quảng bá dưới tên gọi Tiara nữa. Điều này tương tự trường hợp của nhóm BIS khi họ rời công ty cũ và phải đổi tên thành Highlight. Tiara ra mắt vào năm 2019 và đạt thành công rực rỡ với hàng loạt hit đình đám trước khi xuống dốc vì scandal bắt nạt năm 2012. Dù đã được minh oan, nhưng sự việc này khiến nhóm bị khán giả tẩy chay suốt một thời gian dài. Người hâm mộ cho rằng việc Tiara rời MBK là thông tin đáng mừng vì công ty chủ quản này đã đối xử quá tệ với nhóm.